Kính thưa hương hồn liệt sĩ Nguyễn Ngô Dận. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành. Thưa các con cháu chắt nội ngoại của liệt sĩ. Thưa toàn thể bà con. Hôm nay chúng ta hội tụ về đây để làm lễ truy điệu trọng thể cho liệt sĩ Nguyễn Ngô Dận, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930, nguyên bí thư huyện ủy Hưng Nguyên, đã hy sinh tại nhà đày Buôn Ma Thuột tháng 9 năm 1932. Liệt sĩ Nguyễn Ngô Dận sinh năm 1890 tại làng Phúc Mỹ, Tổng Văn Viên, phủ Hưng Nguyên, nay là xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình giàu lòng yêu nước. Cha ông là cụ Nguyễn Đức Điều, có quan hệ mật thiết với phong trào văn thân. Ông còn có người anh trai cả cũng tham gia phong trào này và bị Pháp xử bắn tại núi Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thuở thiếu thời, ông theo học chữ Nho, đậu đầu xứ Nghệ An, nên mọi người thường gọi là đầu xứ Dận. Năm 1927, ông được kết nạp vào Đảng Tân Việt, nhận nhiệm vụ gây dựng cơ sở tại vùng Phúc Mỹ để tuyên truyền giác ngộ lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân. Ông đã mở lớp dạy chữ quốc ngữ cho con em trong làng, mua sách báo tiến bộ để truyền bá tư tưởng cách mạng thời đại. Sau khi Đảng Tân Việt phân rã, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930. Trong thời gian này, ông đã thành lập tổ ấn loát để in ấn và rải truyền đơn, sao in các tài liệu cách mạng để phổ biến tại các chi bộ, tổ chức treo cờ đỏ, tuyên truyền giác ngộ được một số quần chúng ưu tú, thành lập chi bộ đảng đầu tiên tại Phúc Mỹ do ông làm bí thư, và tổ chức gây dựng các chi bộ tại Phú Vinh, Xuân Nha, Mỹ Dụ. Nhà của ông trở thành địa chỉ hoạt động bí mật của Ban Tài chính xứ ủy Trung Kỳ và tổ ấn loát. Sau khi đi vào hoạt động được 4 tháng, cơ sở bị lộ. Ông cùng người con trai trưởng là Nguyễn Xuân Thành phải thoát ly, chuyển địa điểm hoạt động nhằm đảm bảo bí mật và an toàn. Nhà của ông bị lính Khố Xanh chiếm, đóng đồn tại nhà. Vợ cùng các con nhỏ bị đuổi khỏi nhà, phải đi ở nhờ bên bà con nội ngoại. Đầu năm 1931, thực dân Pháp và tay sai tiến hành chính sách đàn áp dã man phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, nên phong trào cách mạng tại địa phương có phần lắng xuống. Để ổn định tinh thần quần chúng và gây dựng lại cơ sở cách mạng, trên cương vị bí thư huyện ủy Hưng Nguyên, ông cùng các đồng chí trong ban chấp hành huyện ủy đã tập trung củng cố phong trào, tổ chức huấn luyện các đội tự vệ đỏ để đấu tranh với địch và bảo vệ quần chúng nhân dân. Đêm ngày 14 tháng 7 năm 1931, trên đường trở về cơ sở cách mạng, ông cùng con trai bị địch vây bắt, nhưng chúng chỉ bắt được con trai của ông và đưa về nhà lao Vinh sau phát vãng lên đồn Thanh Quả, Thanh Chương. Ngày 3 tháng 8 năm 1931, ông bị bắt tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh và đưa về giam tại nhà lao Vinh. Tòa án Nam Triều, tỉnh Nghệ An đã kết án tử hình ông với 3 bản án. Cuối cùng, chúng thi hành bản án số 108 ngày 4 tháng 9 năm 1931, xử ông tù khổ sai chung thân, đày đi lao Bảo cho đến ngày 23 tháng 4 năm 1932, chuyển vào nhà đày Buôn Ma Thuột. Và ngày 28 tháng 9 năm 1932, tức ngày 28 tháng 8 năm Nhâm Thân, ông đã rút hơi thở cuối cùng
ở tuổi 42. Tháng 12 năm 1993, con cháu ông đã tìm được phần mộ của ông và đã xây cất làm nơi thờ cúng tại phường Từ An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Để ghi nhớ công lao của ông, ngày 24 tháng 11 năm 1961, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tặng bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật đã hy sinh cho Tổ quốc vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Ngày 21 tháng 1 năm 2013, Tỉnh ủy Nghệ An quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, quyết định số 3492 QĐ-TU ngày 21 tháng 1 năm 2013. Quá trình hoạt động cách mạng của ông được Tỉnh ủy Nghệ An ghi danh trong cuốn Những tấm gương cộng sản tập 3. Nhà ở của ông được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là di tích cách mạng do địa phương quản lý. Kính thưa đồng bào đồng chí, kính thưa gia quyến liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật. Người xưa từng nói, trên nối nghiệp tổ tiên truyền lại, dưới nêu gương con cháu noi theo. Cuộc đời ông và bà Nguyễn Thị Huét đã giữ được nếp nhà, dấn mình đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nối tiếp truyền thống cách mạng của gia đình, 10 người con, hiện còn một người con gái ngoài 90 tuổi đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cháu chắt nội ngoại của liệt sĩ đã tích cực tham gia vào công cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp, Mỹ và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Các con của ông bà bao gồm người con cả là Nguyễn Thị Hoe Nậy, thường gọi bà Mạo, đảng viên, lấy chồng và sinh sống tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, mất năm 1973. Tiếp đó là Nguyễn Thị Hoe Con, tên thường gọi là bà Hàn, gia đình sinh sống tại Hà Nội, mất năm 2000. Con trai cả Nguyễn Xuân Thành, bí danh Nguyên Phơn, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930, nguyên Đại tá Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Công an, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, huân chương độc lập hạng 2, mất năm 2005, thọ 94 tuổi. Tiếp theo là bà Nguyễn Thị Điệu, tên thường gọi là bà Trí, gia đình sinh sống tại xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, mất năm 2004, thọ 90 tuổi. Con trai thứ hai, Nguyễn Văn Ý, nguyên trưởng phòng tổ chức Công ty Lâm sản Nghệ An, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, huân chương kháng chiến hạng nhất, mất năm 2011, thọ 96 tuổi. Con trai thứ ba, Nguyễn Văn Chính, nguyên tỉnh ủy viên, chủ nhiệm Ủy ban Vật giá tỉnh Nghệ An, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, huân chương độc lập hạng 3, mất năm 2016, thọ 98 tuổi. Tiếp theo, Nguyễn Thị Bảy, đảng viên, gia đình sinh sống tại Hà Nội, mất năm 1980. Bà cô Nguyễn Thị Hồng, mất khi còn nhỏ. Nguyễn Thị Tâm, tên thường gọi là bà Đệ, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Con gái út Nguyễn Thị Thanh Mai, gia đình sinh sống tại Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội,
huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, mất năm 2015. Khi làm bí thư huyện ủy thì những ông tiền bối, những người tiền bối á là không trong cái cuốn sách cái những tấm gương cộng sản có ghi nhưng mà không có ghi tóm tắt thế thôi. Khi mà ông hắn bị đuổi đó bắt thấy ông lên trên một cái nhà thờ. Nhà thờ ông cầm một khẩu súng giả thôi. Tức là cuốn thật. Bắn ông chết. Tôi còn nhớ mà lúc ngày xưa nó có một cái bà mà diễn thuyết rất giỏi là bà Phía, gọi là bà Phía. Bà nữa là diễn thuyết về cách mạng, về chỉ là ông rất giỏi. Cháu là cháu nội của ông liệt sĩ Nguyễn Ngôi Giật. Thì cũng biết được cái lịch sử, cái quá trình hoạt động của ông. Nhưng mà cũng muốn nắm thêm một cái tình hình trong cái thời kỳ đó nên cái hoạt động nó rất là khó khăn. Thì bác có nhớ lại cái thời kỳ, nhớ được cái tí nào về cái thời lịch sử mà quá trình hoạt động của các cái vị tiên bối đó? Không, các vị tiên bối lúc đó thì tôi cũng nước mới nhỏ, mới hầu sinh chứ này không biết được cả cụ như quá sử sách thôi, quá sử. Sau này có biến soạn một những tấm gương cộng sản, trong đó có nói về Hưng Nguyên nhiều. Kính thưa vong linh liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật, đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn cho Đảng bộ Hưng Nguyên trong thời kỳ đầu của cách mạng. Tổ chức Đảng mất đi một đảng viên trung kiên, người đồng chí vô cùng thân thương, suốt đời chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Gia đình mất đi một người cha, người chồng hết mực thủy chung, trọn vẹn nghĩa tình với họ hàng nội ngoại, bà con chòm xóm. Thưa vong linh liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật, sau 88 năm xa nhà, đến nay gia đình dòng họ đưa đồng chí từ Buôn Ma Thuột về an nghỉ tại nghĩa trang chi tộc. Quê nhà nay đã đổi thay, cuộc sống ấm no hạnh phúc đã đến với mọi gia đình. Xin đồng chí hãy an nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Cuộc đời hoạt động, cống hiến và sự hy sinh của đồng chí vẫn sống mãi trong lòng các con cháu và nhân dân xã Châu Nhân. Xin vĩnh biệt đồng chí. Đề nghị mọi người dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật.
Thank you.
còn một cùng xe ô tô sau, cô gái còn xe ô tô. Kia là đồng ơi,
liệt sĩ Nguyễn Hảo. Ông Nguyễn Ngô Dật Nguyễn Ngô Dật là phần lăng cho bầu thân của hiến tỷ cụ bà Nguyễn Thị Vét.